Dạ vâng, nhà đất Phạm Thọ xin kính chào tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư. Thì như thường lệ, hôm nay quay trở lại dự án Cát Tường Phú Hưng tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thì em Thọ cũng xin giới thiệu với tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư một cơ hội đầu tư rất là tuyệt vời anh chị nhé. Thì hôm nay em Thọ sẽ giới thiệu với anh chị một lô đất đối diện với khu chợ đêm anh chị ạ. Lô này thuộc block D3 và có diện tích là ngang 5 dài 22 anh chị ạ. Tổng diện tích của nó là 110m², nền đối diện chợ đêm, kinh doanh buôn bán được ngay anh chị nhé. Đấy, vị trí này hiện tại là mình có thể xây nhà lên, mình kinh doanh buôn bán ngay được rồi, vì buổi tối khu vực này cực kỳ đông luôn anh chị nhé. Hoặc là anh chị có thể đầu tư lô đất này và mình về mình có thể xây nhà tiền chế lên mình cho thuê, hoặc mình có thể cho thuê mặt bằng ở khu vực này thì rất là tuyệt vời anh chị ạ. Lô này là ngang 5 dài 22, 110m², trục đường 16m anh chị nhé. Và hiện tại thì bán với một mức giá là 1 tỷ 980 triệu anh chị ạ. Thì lô này hiện tại giá đang khá là rẻ. Thì cách đây khoảng một tuần thì em Thọ có đăng bán một cặp nền ở trên trục này, nhưng mà giá của nó phải hơn 2 tỷ anh chị. Thì cặp nền thì lúc nào bán giá nó cũng tốt hơn những cái nền đơn đấy chị, nó được 10 mét. Còn nền này thì anh chị chủ đất đang bán giá là 1 tỷ 980 triệu. Thì theo em Thọ đánh giá, đối với một lô đất mà nằm đối diện chợ như vậy thì bán giá khoảng gần 2 tỷ thôi ấy, thì giá này anh chị đầu mua đầu tư tích sản thì khá là hợp lý anh chị nhé. Thì anh chị cứ nhìn các khu chợ giống như chợ Đồng Xoài hay chợ Vĩnh Tân ở khu vực V-Ship hay là chợ Trơn Thành đấy anh chị, thì hầu như ấy là những vị trí chợ thì lúc đầu thì mình mua giá nó hơi cao so với khu vực xung quanh, nhưng mà về lâu về dài thì những cái nền kinh doanh buôn bán đấy anh chị thì lúc nào nó cũng có giá trị hơn rất là nhiều. Thì những cái vị trí đắc địa như vậy thì bắt buộc là mình phải mua tích sản trước anh chị nhé. Chứ còn đợi mà khi mà dân cư vào đông, chợ là sầm uất rồi đấy anh chị, thì mình mua hầu như là rất là khó mua, lúc đó mình chỉ có thuê lại thôi anh chị ạ. Lô này thì lại nằm cái gần cái khu vực công viên 7 kỳ quan thế giới anh chị nhé, vừa gần vừa đối diện chợ vừa gần công viên, cho nên là phân khu này sẽ là phân khu mà tạo dòng tiền tốt nhất của khu dự án Cát Tường Phú Hưng anh chị ạ. Và nền đất này thì là nền đất mình được xây dựng tự do anh chị nhé. Mình không cần xây theo mẫu của chủ đầu tư mà mình xây tự do. Anh chị có thể xây một trệt một lầu hay nhà cấp 4 hay một trệt hai lầu là tùy theo ý của mình. Và con đường 16m đấy anh chị, thì vỉa hè mỗi bên là 4m và lòng đường là 8m, cho nên là mình kinh doanh buổi tối mình có thể tận dụng khu vực vỉa hè để mình bày biện bàn ghế ra mình kinh doanh thêm ấy, thì cũng rất là tuyệt vời anh chị nhé. Thì các cái hình thức kinh doanh mà hiện tại đang rất là ngon ở khu chợ đêm đó là kinh doanh giống như là đồ ăn thức uống anh chị nhé. Thì khu vực này thì đồ ăn thức uống thì khá là chuộng, vì buổi tối người ta ra đây vui chơi, con cái người ta ra đây ấy thì thường ăn uống khu vực này khá là nhiều. Cũng như là nếu anh chị mà có điều kiện mình kinh doanh cái mặt hàng mà giống như những con gấu, xe gấu đấy anh chị, xe điện đấy, thì cũng khá là ok. Thì khu vực này thì kinh doanh xe điện là lợi nhuận nhất anh chị nhá. Vì buổi tối thì bà con đưa con cái ra đây chơi thì cứ nếu mà thuê xe thì cứ khoảng 30 phút là 60.000 đấy anh chị. Thì người ta kinh doanh khu vực này khá là tốt. Mà mình có thêm một cái lô đất mà nằm đối diện chợ ấy thì mình buôn bán cực kỳ thuận tiện, và với mức giá khoảng dưới 2 tỷ như vậy thì em Thọ đánh giá là một trong những cái cơ hội cho anh chị bây giờ có tiền mặt sẵn mà muốn mua bất động sản mà đẹp, mà mình muốn tạo dòng tiền và cũng như là thâu tóm tại thời điểm thị trường nó đang đứng giá đấy anh chị. Thì vị trí này theo em Thọ đánh giá là rất là ok đấy anh chị ạ. Thì như trên màn hình anh chị có thể thấy có những căn nhà đã xây tại khu vực chợ đêm này, thì hầu như nhà khu vực chợ đêm xây là người ta kinh doanh hết anh chị ạ. Hầu như căn nào ở khu vực này cũng kinh doanh được, bất động sản này là bất động sản tạo dòng tiền anh chị nhé. Cho nên là mình kinh doanh buôn bán là cực kỳ ok luôn, hoặc là mình xây kiosk mình cho thuê cũng được. Thì vị trí này thì nó cũng có giới hạn thôi anh chị ạ. Khoảng 1,5 năm, 2 năm nữa khi mà dân cư về đông ấy, chợ sầm uất hơn nữa ấy, thì hầu như là rất là khó mua những cái vị trí như vậy đấy anh chị. Thì anh chị khách hàng nào đang xem video này của em Thọ mà có duyên đầu tư lô đất này thì anh chị cứ gọi về cho em qua số điện thoại là 0983023974. Em sẽ gửi đầy đủ thông tin lô này cho anh chị tham khảo luôn, sổ sách anh chị kiểm tra. Em xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị đã xem video này của em. Chúc anh chị đầu tư phát tài phát lộc, chúc gia đình mình sức khỏe và thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.